khách nước ngoài bị đánh đòi bồi thường 5 triệu đồng. Vào ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Sài Gòn cho biết đã vừa làm việc với Trương Hiếu Sang sinh năm 1984 và Lương Thanh Tâm sinh năm 1986 vì liên quan đến việc tấn công một du khách nước ngoài. Hai nam bảo vệ tại quán bar, nhà hàng Local ở đường Bùi Viện, quận Nhất thừa nhận đã dùng tay tát vào nam du khách quốc tịch Ireland, đó là anh Patrick Mullen, 38 tuổi. Cả hai bảo vệ đều đồng quan điểm rằng ông Patrick cư xử không đúng mực. Ông này đã say đến mức không biết gì và đã túm cổ áo tấn công một nhân viên trong quán. Ông Patrick Mullen cũng đã thừa nhận mình cư xử không đúng mực và lịch thiệp. Ông này cũng bày tỏ rằng mình muốn xin lỗi chủ quán bar nhưng kiên quyết yêu cầu phải đền bù một số tiền 5 triệu đồng vì vết thương thâm ở mắt và những ảnh hưởng đến công việc. Được biết, hai thanh niên này hiện đã bị đuổi việc.